Rồi bây giờ tôi cho bà hai cơ hội, một là nói thật, hai là phải nói thật. Không nói gì á? Bà nói xấu tôi xong bà lại không muốn nói gì á? Bà đừng có mà giả lai. Cuộc đời tôi ghét nhất là đứa nào cãi. Sóc điện thoại vlog.com, sóc bán nick liên quân, liên minh, free fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với sóc điện thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Hello, chào tất cả các em vợ nha. Mày quay cái gì vậy? Tỏ ra ngầu một tí thôi, hiểu không? Một tí thôi, gọi là một tí tị thôi, gọi là y y tiến tiền của Trung Quốc, hiểu không? Tao tưởng ngầu là phải oai chứ, mày một tí rồi. Thì gọi gì oai? Ngầu tí cho anh em thể hiện một tí oai. Đây anh em, đấy thì mọi người hôm nay thấy anh em mình kiểu phong cách nhìn giống như giang hồ đòi lợi thuê không? Có bướng không? Đó. Nhưng mà anh em mình bướng mõm chứ không phải bướng thật đúng không mọi người nhá. Thôi, nói chung là đứng lên. Chào lại anh em à. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại xin đôi nha. Đấy vậy, đấy thì đấy mà anh em mình chả được cái gì ngoài gọi là cái xe mượn cả đấy. Anh em hôm nay là test thử mượn được hai cái xe SH đứng nào phải không? Đấy thì hôm nay là có cái em gọi là Phạm Ngọc xuống chơi mọi người ạ. Đấy thì hôm nay là Yến nó bảo rồi. Tính em rất thích trêu người, em cứ khi mọi người là rất nhiều người có comment bảo là anh em mình là phải chôn Ngọc đi. Nhưng mà là vì nhiều lý do nên là mình không thể nào có thể quay Ngọc được, là trêu Ngọc được. Đấy thì hôm nay có một cơ hội là Ngọc xuống thì anh em mình sẽ trêu Ngọc mọi người. Trêu với cách là có nghĩa là mọi người không biết là tính cách của Ngọc là hiền hay là ác hay như nào đúng không? Mọi người nhiều lúc mà mọi người xem clip trước, mọi người xem clip mình có thấy nhiều người bảo là Ngọc này là kiêu, Ngọc này ác. Nhưng mà mọi người ạ, để như mình thì mới là người biết được, nhưng mà mọi người không phải người, mọi người chỉ là người ngoài không phải hiểu đâu. Thì hôm nay mình sẽ gọi Ngọc xuống để cho Diễm bắt lạt Ngọc, xem Ngọc có bật lại không mọi người nhá. Đấy, thế mà Ngọc mà hiền ý là không bắt được bật lại, học Ngọc ác sẽ bật lại, ok mọi người nhá. Ngọc bắt ở đây thì bây giờ mình sẽ về nhà để đợi Ngọc xuống rồi trêu nhá mọi người nhá. Đi. Đấy, ok mọi người. Đấy thì vào giờ về nhà thì bây giờ gọi con Diễm xù đi, kích được phát để tí cho em Diễm em xử hộ chứ việc. Anh em mình là con trai mà bắt đạp đứa con gái thì nhổ lắm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ... Diễm ơi! Dạ! Mang cái dạ đây! Mày làm gì vậy? Hả? Cướp quần áo. Mày, tao thấy mày từ cái lúc mà mày có cái tóc mới là mày bắt đầu mày gọi chỉnh chu nhan sắc hơi nhiều ấy. Mày nhìn khác, mày khác thì con yêu tình nhẹ đâu. Sao mày chê 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 gì khác? Em sẽ ghét ai chê em nhỉ? Ai mà chê em được cứ chết! Tao cao mặt đó. Đấy thì đúng đấy này, chính vì anh biết em ghét những ai chê em đúng không? Đấy thì hôm nay thì thôi về nói về Ngọc thì thôi để cho tội nói, không anh nói này đúng lại mất lòng nhau. Tội nói đi. Anh biết là mày gọi là rất ghét người khác là xấu đúng không? Anh hôm nay có một bí mật nói cho mày. À biết em thằng Ngọc yêu cũ anh đấy. Có người cũ anh. Đúng rồi. Nhưng mà nó lại đi nói xấu mày. Nói xấu mày khác gì nói xấu đứa em dâu anh không? Đúng không? Cái gì nó nói xấu em, nó nói cái gì? Đúng rồi, tóc mày nhìn này. Xanh như cứt trọ, nhưng mà cứt gì xanh không mày? À? Cứt su! Cứt su! Nó bảo tóc mày xanh như kiểu cứt con su ấy, đấy! Không, mày... nó bảo là trông như con lẳng lơ. Đúng rồi. Nó bảo là chỉ có những cái bọn ca văn ve thì nó mới có mấy cái mái tóc màu như vậy. Đúng rồi. Thật không? Chắc thật không? Nó bảo mày đánh đá cắt cầy thôi mà mày có tính cách bằng con nghiệt súp. Đấy, như thế. Nó bảo bây giờ mày chỉ ăn mặc váy mày ra đứng trần hương một đêm hối tiền. Ôi. Được rồi, tí nữa nó có đến đây chơi không? Thì thế nó mới đến thì anh mới mách mày để tí mày xử nó. Bây giờ có cần lấy gậy lấy ở đây chờ lấy nó. Lấy cho mày nhá. Tiên là chẳng bị ai chơi vũ khí mày ra hàng lóng. Bây giờ đánh nhau như hai thằng đàn ông. Được không? Đánh nhau như mày ý à? Em là đàn bà. Đúng rồi, thế thì bảo đánh nhau như hai thằng đàn ông, việc gì phải dùng vũ khí. Em sẽ cao mắt nó dám chê em, nó không nhìn lại nó dám chê em. Hay lắm, cầm được, hay được. Ba nhân chuyện nó còn là người yêu cũ của anh em. Đúng rồi, yêu cũ anh, nó đang là người yêu mới anh đâu. Nhưng mà sắp tới anh chuẩn bị cầu hôn lại nó thì nên là cứ nhẹ nhàng nhé. Kệ anh, nhưng nó đã xúc phạm đến em sẽ cho nó chích. Nhưng mà nhớ là không được xé áo, xé quần nữa nhé. Cứ bình tĩnh mà nói thôi nhá. Để anh bây giờ đợi, cứ ra đi ngồi đợi nó xuống rồi ấy nhá. Mấy giờ nó xuống? Nó đã xuống rồi. Cứ ngồi chờ. Không có kịp bước vào nhà luôn, xử luôn tại chỗ nhá. Bà xã em number one cho bà xã sẽ yêu anh hoài kể từ đây đến ngàn sau. Dù cho không có ra lòng thì cái vấn mãi sẽ cao. Như là biết là... Ôi! Anh biết em bực mình không? Cứ hát! Châu chỉ yêu thế thôi, suốt bao đêm dài lòng anh ngóng trông. Ở đây đó!
Bà dừng xe xong là bà đi vào đây, tôi có chuyện muốn nói với bà. Sao trong gì? À mày đến mày chưa chào hỏi ai, mày là sao trong gì? Đừng có mang cái đấy cho tôi, đừng có mà đừng tưởng là nói những cái gì với tôi mà hối lộ. À mày đi ra không phải để nó nói xem cái gì, nhưng mấy cái này nó mang biếu ai chứ biếu mày đâu, mày nhận sớm ấy. Em không ăn, em không thể ăn được những cái món mà người khác nói xấu em. Bà cứ để đây. Rồi. Sao á? Bà tôi hỏi bà đây, tại sao bà lại nói xấu tôi? Nó bảo em lại sao nói xấu nó? Hả? Có cái gì đâu mà nói xấu. Bà đừng có cãi nhá, chả có ai nói xấu người khác mà lại chối được nhá. Chuẩn em. Chả, như kiểu chả là cái thằng trộm nào nó tự nhận nó trộm đúng không? Đúng. Chả thuê. Có cái gì xấu mà nói xấu. Có cái gì xấu mà nói xấu chứ. Thì ấy, bây giờ nhá. Không mà cãi nữa. Như kiểu à, ra đầu thú thì còn được khoan hồng em ạ. Bây giờ trước sau gì cũng chết thì bây giờ thôi thì em cứ thành thật với nhau câu ý, biết đâu nó giảm án cho. Đấy. Rồi bây giờ tôi cho bà hai cơ hội, một là nói thật, hai là phải nói thật. Mày cho nó hai cơ hội thế thì nó biết chọn cơ hội nào? Cái em chọn cái ba không nói gì. Đấy, chọn cái thứ ba không nói gì. Không nói gì á? Ờ. Bà nói xấu tôi xong bà lại không muốn nói gì á? À. Bà đừng có mà giả lai. Ai bảo? À. Bà không cần biết ai bảo. Ủa, chỉ bà chỉ cần biết là tôi đã nghe thấy người khác nói là bà nói xấu tôi thì thôi. Bà bảo ai tóc nhuộm xanh đỏ này đi lẳng lơ hả? Bà bảo ai? Bà bảo ai ra Trần Duy Hưng đứng hả? Ô cái gì? Ra Trần Hưng Đạo còn đứng sướng hơn nhỉ? Ra còn là... Khoan, nhìn kia. Không hiểu cái gì hết đấy. Không hiểu. Em ạ. Nó không hiểu thì dùng hành động cho nó hiểu em ạ. Khoan. Em phải đứng dậy cho nó hiểu đi em. Giờ này không tiện lem được không? Không ăn uống gì hết. Đúng rồi. Không ăn uống gì hết. Cứ giải quyết xong chuyện này ăn uống sau đúng không? Bây giờ được rồi chứ. Bây giờ bảo em, bây giờ em giải thích lại cái quả đầu em là quả đầu gì đi. Chứ bây giờ nó dám bảo đầu em đúng, là đầu đúng, cam đúng bây giờ đấy. Bây giờ em đang định nói, bà biết đầu tôi là đầu gì không? Đầu tôi là... Đầu gấu. Đúng rồi. Chứ không phải là đầu... Đầu calavera. Đúng rồi, đây phải diếp mặt trời của em, diếp sky. Ai bảo là bà nói, chính bà là người nói nhá. Bà đừng tưởng tôi không biết, bà nói xấu người khác. Nó không nói cái gì cả. Chú còn niềm tin vào đàn bà không? Có cái nồn thịt mà bà mày. Đừng có thà với tôi nhá. Thề là nghề của đàn bà đúng không? Dạ. Đúng chuẩn. Không nói cái gì luôn. Đừng có mà cãi nữa. Bây giờ tôi cho bà nói thật. Nói những với tôi cái gì, nói hết. Cuộc đời tôi là tôi ghét nhất đứa nào nói xấu tôi. Đã thế còn nói tôi là cái gì? Cái gì đứng đường à? Cái gì mà đầu... Hợp với đứng đường. Ừ. Cái gì mà đầu xanh đầu đỏ, cái gì như con điên ấy. Bà nói gì? Không nói cái gì cả. Thế bà thích cãi không? Cuộc đời tôi ghét nhất là đứa nào cãi. Thôi chỉ cần như cần em nó sắp đái ra máu rồi. Em biết đứa nào nói xấu em sẽ cào mặt nó ở đây, em sẽ cào chết. Thôi anh bảo sao mọi lần mày nhát chết hôm nay mày sung hả? Không, em nhát chết cực kỳ nhát chết luôn, nhưng ai mà đã động đến em, động đến nhan sắc của em, động đến lòng tự trọng của em sẽ cào lát mặt nó. Đừng có mà nghe bọn anh mày giải thích hiểu không? Trêu. Anh ý là thằng đang đen nó à, quay từ nãy trêu ơi. Trêu. Tại không phải nghe giải thích, đừng giận anh. Anh bảo. Tại vì là anh rồi. Bảo. Tao ngửi thấy mùi sắp chết sống chết ở đây rồi đấy tại. Không phải. Tao nhìn mắt mày, nhìn mắt nó kìa. Nó đang nhìn mày với hình viên đạn đấy tại. Bây giờ mày tí nó cho viên đạn phát ra táo mèo xuyên cứt chó. Tóm lại là từ đây là hai anh là trêu em đúng không? Chính tỏ hai anh là người nói chứ phải là Ngọc đúng không? Bọn anh là kiểu là mượn gió bẻ măng đấy, kiểu ra. Không phải từ nãy giờ tôi hiểu lầm, tại hai ông này, hai ông lại bảo là cái Ngọc người yêu cũ của anh nó nói xấu em,
tóc em như con điên, chỉ ra Trần Duy Hưng đứng thôi. Thằng tôi 16 tôi bảo là tôi ghét được đời rồi, tôi là ghét nhất đứa nào mà nói xấu tôi sẽ cau 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 mặt nó. May là không phải là bà. May. Không phải, tại vì là tôi xin lỗi nhá. Có nhiều khán giả bảo là chưa biết tính Ngọc như nào, hiểu chưa? Nên là anh muốn mượn mày để gọi là xem cái tính của Ngọc như nào, vì cô chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Ra cho mày ra đi. Đâu? Chứ đàn ông mà đánh đàn bà nó nhục lắm. Sao ba lại đánh con gái? Thế anh muốn là mượn mày để xem mày bắt đàn Ngọc, xem Ngọc có phải thuộc cái dạng đánh đá để có đánh mẹ mày không. Đấy, nhưng mà thực chất này, mày nhiều này. Giơ kiếm, giơ dép chạy luôn. Đây. Mắt là mặt cắt không còn giọt máu rồi. Ra sợ thế rồi. Mày ra tóc thơm cái tỉnh luôn này. Ấy. Ý là anh phải cho mọi người hiểu được tính cách của em như nào thôi. Thôi về vài ngày trước đi, cầm nem chua vào nhà ăn đi. Hóa ra là các anh mượn em đúng không? Mượn mày chứ bây giờ chỉ có, chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Ra cho em bảy ra đi. Mày có giỏi mày đánh tao đi. Anh được rồi, tối ngủ đất. Ôi ngủ luôn. Đấy. Đi luôn đi. Tao sẽ ra khỏi cái nhà này. Dù gì tao về đây lâu lắm rồi. Đã thế tao cũng đi vào trong nhà. Thế thì tối tao ngủ đất rồi. Thế thì tao cũng ngủ đất rồi. À mà mọi lần tao cũng không ai ngủ được nhỉ. Thế thì tối tao đi ngủ mẹ. Ừ, thôi, sao ngủ đi.